Animato, animo, animato, animagus. Các bạn có nhận ra tôi nói gì không? À vâng, một câu thần chú nổi tiếng trong Harry Potter. Tôi tin chắc nhiều bạn xem video này cũng là fan của cuốn tiểu thuyết về thế giới phù thủy này. Nhưng liệu bạn có biết trong Harry Potter ai là những phù thủy quyền lực nhất không? Hãy xem video để biết nhé. Xếp thứ 10, Alastair Moody. Một nhân vật không thể không nhắc đến trong bộ truyện Harry Potter là Alastair Moody, hay còn được gọi là Mắt Điên. Ông được xem là thần sáng mạnh nhất mọi thời đại. Một nửa số tù nhân ngục Azkaban bắt được là nhờ có Moody, bởi lẽ ông ta là một thần sáng vô cùng tài năng và không biết sợ hãi. Theo hồ sơ phù thủy, Moody Mắt Điên là một pháp sư thuần huyết người Scotland và là một trong những thần sáng nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông cũng là một thành viên chủ chốt của Hội Phượng Hoàng trong cả hai cuộc chiến tranh giới phù thủy. Tuy trận chiến đầu tiên khiến cái tên Moody vang danh trong giới phù thủy, nhưng cũng lấy đi của ông con mắt bên trái, chân và một phần sống mũi. Năm 1994, ông chấp nhận đề nghị của Albus Dumbledore về việc dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tại trường Hogwarts. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, ông lại chết trong phần cuối cùng của bộ truyện trong trận chiến bảo vệ trường Hogwarts. Xếp thứ 9, Bartemius Crouch. Bartemius Crouch, hay còn gọi là Barticha, là một nhân vật khá quyền lực trong Harry Potter, tuy nhiên lại ít được lên sóng. Barticha là một phù thủy thuần chủng từ gia đình Casper và Caris Crouch. Cả đời ông làm việc ở bộ pháp thuật. Đầu tiên, ông làm trưởng phòng pháp chế, sau đó là trưởng phòng hợp tác pháp thuật quốc tế, cho đến khi ông qua đời năm 1995. Ông cũng là chủ tịch của Wizengamot, tòa án pháp sư tối cao ở Anh. Bartemius Crouch có tính cách thờ ơ với những người xung quanh và chỉ quan tâm đến công việc và thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp. Mặc dù ông ta là một kẻ độc đoán và tàn nhẫn, nhưng một điều không thể phủ nhận là ông sở hữu những phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Xếp thứ 8, Severus Snape. Severus Snape, hay còn gọi là Thầy Snape, là một nhân vật gây tranh cãi nhất trong truyện Harry Potter. Nhiều độc giả vẫn hoài nghi về thân phận thật sự của ông ta. Ngay cả nếu như ông ta là một người tốt, thì điều gì khiến ông ấy phải gây sức ép đến các học viên của mình đến như vậy? Snape là một trong những phù thủy giỏi nhất từng tốt nghiệp Hogwarts. Thời còn là học sinh, ông chăm chỉ nghiên cứu về phép thuật, độc dược và nghệ thuật hắc ám. Ông dành cho nó sự đam mê hơn bất kỳ ai. Cuốn sách độc dược mà Harry tìm thấy trong Harry Potter và Hoàng tử Lai là thành tựu để đời của ông. Khi viết nó, ông vẫn chỉ là một thiếu niên. Ngay cả trên cương vị giáo viên tại Hogwarts, không khó để ông chứng minh mình là một trong những phù thủy giỏi nhất trong ngôi trường này. Snape là tử thần thực sự duy nhất có một bộ thần hộ mệnh. Phép hú hồn thần hộ mệnh là một phép thuật khó. Người dùng cần phải có cảm xúc tích cực để gọi ra được luồng năng lượng thuần khiết để bảo vệ bản thân trước thế lực hắc ám. Đó là lý do tại sao đám tử thần thực sự không thể thực hiện loại phép thuật này. Tuy nhiên, Severus Snape là một ngoại lệ. Thần hộ mệnh của ông có hình dạng một con nai, giống với thần hộ mệnh của Lily. Lily là tình yêu và niềm hạnh phúc duy nhất mà Snape thực sự cảm nhận được. Tình yêu đó là thứ giúp ông sử dụng được phép này. Xếp thứ 7, Credence Barbon. Credence Barbon là một nhân vật khá bí ẩn trong Harry Potter. Ông sinh ra vào khoảng năm 1901 và là một thầy phù thủy người Mỹ sống trong thế kỷ 20. Ông được nhận nuôi bởi Mary Lou Barbon, thủ lĩnh của một nhóm chống phù thủy có tên là New Salem Philanthropic Society. Do ma thuật của mình bị đàn áp, Credence đã phát triển một lực lượng ký sinh đen tối được gọi là Obscurus và trở thành một Obscurical. Có nhiều bạn chưa biết, Obscurus là một ký sinh trùng ma thuật hình thành bên trong một phù thủy. Nếu họ tự đè nén sức mạnh pháp thuật của mình và những phù thủy có Obscurus trong người được gọi là Obscurical. Trong khi hầu hết các Obscurical chết trước sinh nhật lần thứ 10 của họ, Credence đã sống ở tuổi trưởng thành, điều mà trước đây chưa từng có trong thế giới phù thủy và là minh chứng cho sức mạnh đáng kinh ngạc của anh ta. Xếp thứ 6, Godric Gryffindor. Nhắc đến sự thành công của bộ truyện Harry Potter, người ta thường nghĩ đến những phù thủy với phép thuật mạnh mẽ. Nhưng người ta thường quên rằng chính những người sáng lập ra Hogwarts mới thực sự là những pháp sư mạnh nhất mọi thời đại. Godric Gryffindor là một pháp sư người Anh và là một trong bốn người sáng lập Hogwarts. Godric từng là bạn thân của Salazar Slytherin, nhưng lại đứng lên phản đối ý kiến của Slytherin về việc cấm những học sinh đến từ các gia đình Muggle nhập học tại Hogwarts.
Sự sáng tạo và tinh thông pháp thuật của ông thể hiện ở việc biến một dụng cụ mang tính chất chiến đấu vật lý thành một pháp cụ, đó chính là thanh kiếm mà ông luôn mang bên mình, giúp ông linh hoạt trong việc chiến đấu và khuất phục đối thủ bằng phong cách chiến đấu rất riêng. Từ đó, thanh kiếm của nhà Gryffindor cũng đã trở thành một huyền thoại của trường Hogwarts. Godric là một người đại diện cho sức mạnh, sự can đảm và lòng trắc ẩn. Ông ta cực kỳ có năng khiếu về bùa chú và vẫn đang không ngừng tái tạo sức mạnh của mình. Lịch sử vốn không chỉ rõ khoảng thời gian mà Godric qua đời, nhưng tên tuổi của ông được đặt cho nơi mà ông sinh thành, thung lũng Godric. Trường Hogwarts hiện tại vẫn còn lưu giữ bức chân dung về ông. Xếp thứ 5, Salazar Slytherin. Salazar Slytherin là một phù thủy thuần huyết, nổi tiếng bởi sự tinh ranh và quyết đoán. Ông được coi là một trong những pháp sư vĩ đại nhất trong mọi thời đại, nhờ khả năng xà ngữ và tâm bí thuật điêu luyện. Slytherin còn là một trong bốn người sáng lập trường Hogwarts, cùng với Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw. Kiêu hãnh bởi sự thuần huyết của mình, Slytherin khinh thường những người được sinh ra trong gia đình Muggle đến mức đề xuất rằng họ không nên được chấp nhận ở Hogwarts. Tuy nhiên, khi ông bày tỏ quan điểm của mình với những người sáng lập Hogwarts khác, lại nhận được sự bác bỏ. Salazar Slytherin nổi tiếng nhờ sự xảo quyệt và quyết đoán. Ông dường như sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi đạt được điều mình muốn. Việc bí mật xây dựng căn phòng chứa tử xà để thanh tẩy những phù thủy Muggle trong trường Hogwarts là một ví dụ điển hình. Bỏ qua những nhược điểm trong tính cách và cách suy nghĩ, Slytherin thật sự là một trong những pháp sư vĩ đại nhất từng có, với khả năng tuyệt vời và sự uyên bác trong pháp thuật hắc ám, đặc biệt là tâm bí thuật. Xếp thứ 4, Merlin. Merlin được xếp vào nhà Slytherin khi còn học ở trường Hogwarts và vị phù thủy trẻ này đã trở thành một trong những pháp sư nổi tiếng nhất trong lịch sử pháp sư. Huy chương Merlin được đặt theo tên của ông là một giải thưởng cao quý dành cho các pháp sư và phù thủy. Tương truyền rằng, giải duy băng màu xanh lá cây trong huân chương Merlin đệ nhất phản ánh màu sắc chủ đạo của nhà Slytherin. Các tài liệu trong thế giới phù thủy của Harry Potter đánh giá Merlin là một trong những pháp sư mạnh nhất trong lịch sử loài người. Là đại diện tiêu biểu của nhà Slytherin tại Hogwarts, ông thể hiện những sự hiểu biết đáng kinh ngạc về nghệ thuật ma thuật. Nếu các bạn đã từng đọc hoặc xem các cuốn phim về vua Arthur nước Anh hay các hiệp sĩ bàn tròn thì chắc hẳn cũng đã nghe đến tên vị phù thủy này. Ông chính là người đã hỗ trợ vua Arthur hình thành nhóm các hiệp sĩ bàn tròn nổi tiếng trong lịch sử và là người bảo vệ chén thánh huyền thoại. Xếp thứ 3, Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald sinh năm 1883, mất tháng 3 năm 1998, được xem là phù thủy hắc ám nguy hiểm thứ hai của mọi thời đại, chỉ sau chúa tể Voldemort. Khi còn là học sinh của học viện Durmstrang, Grindelwald đã bị đuổi học vì các thử nghiệm sai trái, đen tối và các vụ công kích khiến các bạn học suýt chết. Sau này, hắn xây dựng tình bạn với cụ Albus Dumbledore khi còn trẻ và lập kế hoạch tìm ra các bảo bối tử thần, dẫn dắt cuộc cách mạng phù thủy nhằm chấm dứt đạo luật quốc tế về bí mật, tạo nên trật tự cấp bậc toàn cầu do những phù thủy và pháp sư tài giỏi dẫn dắt. Tuy nhiên, sự hợp tác sụp đổ, Grindelwald rời bỏ nước Anh và tự mình thực hiện cuộc cách mạng mà hắn và Dumbledore đã lên kế hoạch. Grindelwald là một nhân vật phức tạp, vô cùng tài năng và có lý tưởng, muốn đạt mục đích bằng mọi giá. Một cuộc cách mạng diễn ra ngoài vòng pháp luật, hắn và những người đi theo hắn đã phạm vô số tội ác, bao gồm cả nhiều cuộc ám sát nổi tiếng. Xếp thứ 2, Lord Voldemort. Chúa tể Voldemort, hay còn được các phù thủy gọi là kẻ mà ai cũng biết là ai, để tránh nhắc tới tên của hắn. Voldemort được mệnh danh là phù thủy bóng tối mạnh nhất thế giới, kỹ năng ma thuật của Voldemort gần như là vô song, không ai có thể là đối thủ xứng tầm của hắn ta, ngoại trừ một người. Chúa tể Voldemort, tên thật là Tom Marvolo Riddle, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1926. Hắn là phù thủy mang dòng máu con lai, con trai duy nhất sinh ra trong một gia đình Muggle giàu có. Voldemort có một tuổi thơ không may mắn, sau khi bố mẹ bỏ đi, mẹ mất sớm. Voldemort được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi Ul của người Muggle. Voldemort bắt đầu học tại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts năm 1938 và được phân vào nhà Slytherin. Một trong những hoạt động ban đầu của hắn là mở phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin và sử dụng con quái vật trong phòng chứa để tấn công các bạn học sinh ra trong gia đình Muggle. Ở tuổi 16,
Voldemort bắt đầu quá trình tạo ra trường linh sinh giá đầu tiên của mình bằng cách chia linh hồn của mình thành 7 mảnh. Điều đó khiến hắn dường như bất tử, vì đối thủ của hắn phải tìm được tất cả các trường sinh linh giá của hắn mới có thể giết chết hắn. Những thứ mà Voldemort tác động lên thế giới phép thuật thật đáng kinh hãi, chỉ riêng Harry Potter không đủ ngăn chặn được kế hoạch xâm chiếm của hắn, mà phải cần rất nhiều sự hợp sức của những phù thủy khác. Nếu không đứng về phe phản diện, hẳn sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ tài năng của tên phù thủy độc ác này. Xếp thứ nhất, Albus Dumbledore. Vâng, đệ nhất võ lâm hẳn phải là cụ Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts. Tên đầy đủ của cụ là Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore, sinh năm 1881, mất năm 1997. Cụ Dumbledore ban đầu là giáo sư bộ môn biến hình và sau đó trở thành hiệu trưởng trường phù thủy Hogwarts. Bên cạnh việc giảng dạy, giáo sư Dumbledore cũng là thành viên tối cao của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, nhiệm kỳ tới năm 1995. Dumbledore nổi tiếng vang danh khắp thế giới nhờ chiến công đánh bại Gellert Grindelwald, khám phá ra 12 công dụng của máu rồng và công trình của cụ về giả kim thuật với Nicholas Flamel. Nhờ Dumbledore mà Hội Phượng Hoàng được thành lập, đẩy lùi sự tiến công của Chúa tể Voldemort. Thực tế, Dumbledore là phù thủy duy nhất mà Voldemort từng nể sợ. Khi biết mình không qua khỏi sau khi dính lời nguyền từ chiếc nhẫn trường sinh linh giá, Dumbledore đã lên kế hoạch cái chết của mình với Severus Snape. Cụ đã bị giết bởi Snape trong trận chiến trên tháp Thiên Văn Học, nhưng kế hoạch của cụ đã giúp mọi người đánh bại Voldemort một lần và mãi mãi. Đến đây là kết thúc video về top 10 phù thủy quyền lực nhất trong Harry Potter. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết về thế giới. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!